với tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Khi người bệnh nằm viện thì phải có một người nhà ở kế bên. Trong thời gian Covid thì cái việc mà người nhà hoạt động ở ngoài xã hội xong đi vào bệnh viện thì nguy cơ lây bệnh cho người bệnh là khá cao. Trong thời gian qua thì chúng ta được biết có phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng ở nhiều tỉnh, nên là ra để mà chặn đến cái nguy cơ này thì bệnh viện có quy định là không giải quyết là thăm bệnh, giảm cái lượng người đi vào bệnh viện để nghi cơ lây nhiễm trong bệnh viện, và đồng thời cái người nuôi bệnh cũng là hạn chế, luân phiên thay đổi, giữ ổn định người nuôi bệnh càng lâu thì càng tốt. Để mà giải quyết cái vấn đề này, quy định này thì trong thời gian qua thì trong thực tế với cái quản lý thủ công thì nhân viên bệnh viện không thể quản lý hết nổi những bao nhiêu người thay nhau để đi vào bệnh viện. Điều đó cũng gây rất là khó khăn cho phía bệnh viện. Chính vì vậy giám đốc bệnh viện đã nghĩ ra cái giải pháp là quản lý người nuôi bệnh bằng vân tay. Khi người bệnh đăng ký là người nuôi bệnh thì đăng ký với số lượng một ngày như là quy định 2 người để luân phiên thay đổi nhau. Thì khi họ đăng ký rồi thì chỉ những người nuôi bệnh đó mới được phép đi lên trên khoa để nuôi bệnh. Thì cái việc này nó làm hạn chế những người nuôi bệnh cứ luân phiên thay đổi, tại vì một người nuôi thành ra 10 người nuôi thì nguy cơ nó càng cao hơn. Thì qua cái việc triển khai cái này thì bước đầu theo cái giải pháp này thì đã xác định được một số cái mục tiêu, như là thứ nhất là đặc biệt trong thời gian này là giải quyết được vấn đề là người nuôi bệnh được hạn chế vấn đề lây nhiễm Covid trong bệnh viện. Cái thứ hai nữa là vấn đề an ninh trật tự. Tại một thời điểm bệnh viện có thể xác định được danh sách những người ở trong bệnh viện, nó giúp cho vấn đề quản lý an ninh trật tự của bệnh viện ngày càng tốt hơn. Và đặc biệt, nhắc lại, đặc biệt trong thời gian này và đặc biệt trong thời gian Tết này, trong giai đoạn này thì vấn đề là phòng chống Covid là hiệu quả nhất, và cái đó chính là cái mục tiêu cao nhất của bệnh viện. Và bệnh viện cũng dự kiến là qua cái đợt Covid này, bệnh viện vẫn tiếp tục với cái mục tiêu đó, vẫn còn trong thời gian bình thường, nên bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai cái việc này trong trạng thái bình thường. Tôi thấy giữa cái thẻ và cái dấu vân tay này, nếu như mà so với mức độ mà góc độ là kiểm tra cái dấu vân tay này là để mà kiểm soát dịch là tôi thấy nó hiệu quả hơn nhiều.